Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nạn nhân buôn người ở Việt Nam Ngày 28 tháng 7 trên trang diễn đàn Thế Kỷ có bài Việt Nam và nạn buôn người của tác giả Nguyễn Hải Di Theo tác giả ngày 30 tháng 7 là ngày thế giới phòng chống mua bán người Nhân dịp này hãy nhìn lại câu chuyện của một số nạn nhân buôn người từ Việt Nam vào tháng 1 năm 2023, tác giả đã có một bài viết đăng trên BBC Tiếng Việt về hai nạn nhân là Hernit Nie sinh năm 1998 và Ioi Nie sinh năm 2007, người AD, đến từ Đắk Lắk bị lừa bán sang Campuchia. Theo đó, cả hai nạn nhân này đều bị một người cùng làng lừa sang Campuchia với lời dụ dỗ công việc nhàn lương cao. Hình ảnh bài trên trang diễn đàn thế kỷ tại Campuchia, Hernit Nye và Ioi bị ép làm việc cho một công ty lừa đảo của Trung Quốc. Mỗi ngày họ phải liên tục gọi điện cho hàng trăm người. Nếu không sẽ bị trừ lương hoặc phải làm thêm giờ. Nếu muốn bỏ đi thì phải trả tiền chuột ít nhất là 1.500 USD. Báo công an Đắk Lắk nhưng chẳng làm được gì. Hernit Nye và Ioi phải nhờ gia đình bán nhà bán đất để chuộc về. Khi về đến cửa khẩu Mộc Bài, cả hai đều phải nộp phạt 6 triệu đồng để về lại Việt Nam vì qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Cũng vào tháng 1 năm 2023, tác giả có bài viết đăng trên tờ diễn đàn Thế kỷ về nạn nhân Herwood Eban, sinh năm 2000, cũng bị lừa và bắt cóc sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo. Vì không kiếm được số người trên mạng theo yêu cầu của công ty lừa đảo nên ngày nào hờn út Eban cũng bị phạt hết đất vài trăm cái, bị hâm dọa đánh, chích điện, bị chửi thậm tệ, bị dọa bán đi làm gái. Không thể kiếm 5.000 USD để trả tiền chuột, báo cho công an Việt Nam thì chẳng được gì. Cuối cùng, hờn út Eban liên lạc với nhân viên của CAMSA thuộc BBSOS để được công an Campuchia giải cứu cùng 24 người Việt khác, nhưng về đến cửa khẩu Sa Mát vẫn bị giữ đến 9 giờ tối vì không có tiền trả tiền phạt. Bên cạnh những trường hợp bị lừa sang biên giới là một hình thức buôn người chính thống, tức là thông qua các chương trình xuất khẩu lao động tác giả cho hay. Hình ảnh phúc trình về nạn buôn người của Việt Nam vào tháng 6 năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tác giả dẫn trường hợp của chị Nguyễn Thị Luyến sinh năm 1985. Năm 2007, chị sang Jordan làm việc cho một công ty may mặc của chủ người Trung Quốc. Theo chương trình xuất khẩu lao động, chị và các lao động nữ khác phải làm quần quật mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ tối, nhưng được trả lương thấp hơn hẳn so với mức lương căn bản đã được hứa. Ngôn ngữ không biết, công ty môi giới không làm gì, bộ lao động thương binh và xã hội không giúp, Sứ quán Việt Nam ở Jordan không có. Họ đành phải đình công, đòi lại quyền lợi vào tháng 2 năm 2008. Khi Việt Nam đưa các nữ lao động hồi hương do áp lực của quốc tế, chị Nguyễn Thị Luyến mất toàn bộ 40 triệu đồng tiền cọc, cũng như những người khác khi trở về từ Jordan. Tác giả kể tiếp về trường hợp của chị hợp Bét Nghie, sinh năm 1993, vào năm 2018 sang Ả Rập Xê Út làm việc qua công ty môi giới. Công việc của chị là làm ô sin cho một gia đình 8 người nhà 3 tầng. Vì không hiểu tiếng nên chị thường xuyên bị chửi mắng, đánh đập, ngược đãi. Chị còn bị chủ giữ giấy tờ, lẫn điện thoại, gọi cho công ty môi giới không được mà liên lạc với người nhà cũng không xong. Một trường hợp khác cũng được tác giả đề cập là chị Hơ Thái Ayun sang Ả Rập Xê Út làm giúp việc vào năm 2018 trong thời gian đại dịch Covid. Chị và rất nhiều nữ lao động khác bị kẹt lại vì không có chuyến bay về Việt Nam. Họ đã đăng video cầu cứu vào tháng 4 năm 2021. Chị cũng đã thu thập thông tin gửi cho CAMSA về các nữ lao động bị hành hạ bóc lột cưỡng hiếp. Hình ảnh bài báo viết về trường hợp của chị Hờ Thái Ayun. Chị Hờ Thái Ayun cho biết nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam đã tới đe dọa nói họ vi phạm pháp luật nước sở tại, làm video đăng lên mạng xã hội và bây giờ sẽ giao cho nước sở tại xử. Đồng thời, sứ quán cũng cho người trà trộn vào trung tâm bảo trợ SAKAN, nơi những người lao động này tá túc để đe dọa, sách nhiễu, thậm chí dọa đánh chết. Biết mình không an toàn nếu hồi hương, chị Hờ Thái Ayun sang tị nạn ở Thái Lan. Vẫn theo tác giả trở về Việt Nam từ Jordan, chị Nguyễn Thị Luyến liên tục bị công an tra hỏi ai liên lạc với IOM, tổ chức di trú quốc tế, ai xúi dục đình công, vân vân. Khi đại diện các nữ lao động kiện các công ty môi giới để đòi lại công lý, chị cho biết cả hai lần trước khi ra tòa, chị đều gặp nạn. Lần thứ hai, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị gãy hết răng hàm trước, bị chấn thương sọ não và phải từ bỏ vụ kiện vừa hoảng loạn và yếu sức sau tai nạn giao thông vừa bị siết nhà vì mất tiền cọc và không thể trả nợ vừa không có công lý vì phải từ bỏ vụ kiện vừa bị chồng bỏ vì anh ta không muốn liên lụy vừa bị hàng xóm cô lập vì mang tiếng phản động chị nguyễn thị luyến còn liên tục bị công an địa phương gọi lên gọi xuống để điều tra vùi dập đến không còn đất sống cuối cùng chị phải sang thái lan lánh nạn vào năm 2012 và được sang Canada vào năm 2022. Theo bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 6 vừa qua về nạn buôn người, Việt Nam năm nay được lên hạng 2 vì được xem là có tiến bộ so với năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không thể đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong công cuộc bài trừ nạn buôn người và vẫn thuộc danh sách theo dõi. Tác giả cho biết thêm, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin nạn nhân mua người ở Việt Nam. Nên mở hết các góc khuất của lịch sử để cựu chiến binh Việt Nam chống Trung Quốc không bị lãng quên. Ngày 27 tháng 7, AFP tiếng Việt có bài Thương binh liệt sĩ cựu binh Việt Nam trong cuộc chiến chống Trung Quốc có bị lãng quên. AFP dẫn lời chia sẻ của blogger, nhà báo tự do và cựu chiến binh Việt Nam chống Trung Quốc ông Ngô Nhật đăng cho rằng ngày 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ năm nay truyền thông nhà nước có nhiều điểm nhấn đặc biệt vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và dường như thiếu vắng việc nhắc đến cuộc chiến tranh chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, hình ảnh bài trên AFA. Ông Đăng nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc kháng chiến chống Trung Quốc, tại sao nhà nước lại chọn nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ dù nó đã qua hơn 50 năm rồi, thì tại sao chiến tranh chống Trung Quốc lại không được nhắc đến? là người trong cuộc tham gia cuộc chiến biên giới năm 1979. Vào lúc căng thẳng nhất, ngày 17 tháng 2, nhà báo Ngô Nhật đăng kể cho đến tận 4 năm sau, năm 1983, khi ông ra quân ở tuyến Cao Bằng thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và vẫn đang căng thẳng ở vùng vị xuyên, tức vùng Hà Giang. Nhà báo Ngô Nhật đăng có cho biết: "Tôi cũng đến thăm những người cựu chiến binh, những người bị sang chấn chiến tranh" Họ cũng đều đưa ra một thắc mắc rằng tại sao những người chiến sĩ tham gia chiến tranh biên giới chống Trung Quốc không hề có một sự tác động gây chú ý nào của xã hội về mặt công khai. Thắc mắc ấy là một vấn đề đáng tìm hiểu. Chúng tôi lúc ấy cầm súng lên đường cũng chỉ vì trách nhiệm công dân và tất cả ai cũng nghĩ về tổ quốc. Và khi trở về chúng tôi lại trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi khi gặp các đồng đội, các thương binh, những người đã tham gia cuộc chiến khốc liệt, hầu như có những người bị sang chấn tinh thần có những người bạn mà khi tôi gặp cứ nhắc đến thời đó thì họ lại khóc tôi có một người bạn là bác sĩ quân y anh ấy tự bỏ tiền tự làm các việc khác để làm chương trình điều trị cho một số các chiến binh của trận vị xuyên thế thì tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề cần đặt ra để chúng ta tìm hiểu xem xét lại tôi nghĩ đây có nhiều điều tế nhị nhưng dù sao nói gì thì nói tôi nghĩ rằng điều tập trung cho sức mạnh của dân tộc lớn nhất lúc này tức là lòng yêu nước là phải chỉ ra được nguy cơ lớn nhất của nước ta bây giờ là từ phương bắc là trung quốc chứ không phải một nơi xa xôi nào đó thí dụ như nước mỹ hoặc các thế lực thù địch nước ngoài nào tôi cho chuyện đó là rất trẻ con và chúng ta phải nhìn thấy trên thực tế từ biển đông từ biên giới sự lũng đoạn của trung quốc những kế hoạch vành đai con đường những đất cho Trung Quốc thuê tràn lan trên đất nước Việt Nam, đấy mới là nguy cơ trước mắt và nguy cơ lâu dài. Hình ảnh một bài báo hiếm hoi trên báo nhà nước đề cập đến cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979. Ông Đăng cho biết thêm, bản thân tôi và một số đồng đội của tôi cùng nhập ngũ, hầu như chúng tôi không được công nhận, cũng không có chế độ ngoài bình thường nào như thời bình. Thí dụ phục viên về được đi xin việc làm, nhưng những chế độ đãi ngộ không có, trước đó khi đang chiến tranh cũng có những người thí dụ được tặng huân chương được báo chí nói tới nhưng về sau tự nhiên không ông cũng có những cựu đồng đội đều có chung băn khoăn tức là dù sao cũng cần có được sự công nhận của xã hội về những người thanh niên thời ấy đã tham gia nghĩa vụ công dân của mình là một việc rất thiêng liêng rõ ràng đó không phải là tranh cãi về mục đích ví dụ như cuộc mà một bên vẫn gọi là cuộc kháng chiến chống mỹ một bên thì gọi khác mà vẫn có sự tranh luận nhưng về cuộc chiến tranh biên giới thì tất cả mọi người đều thống nhất đó là cuộc chiến tranh để bảo vệ tổ quốc chúng tôi cũng chỉ muốn là một lúc nào đó xã hội sẽ đặt lại vấn đề ấy nên chăng chúng ta mở hết gốc khuất của lịch sử đó và đặt lên bàn để cùng dập tắt những dư luận nói rằng có những gì mà con người hay gọi là thỏa thuận dưới gầm bàn chẳng hạn mà gây ra những luồng dư luận trái ngược nhau tại sao những hiệp ước về biên giới về biển đông rồi ngày xưa là phân chia vịnh bắc bộ những biên giới trên đất liền tại sao chúng ta lại mất như thế tại sao chúng ta mất thác bản dốc tại sao chúng ta lại mất mục nam quan liệu có những thỏa thuận ngầm nào mà nhân dân không được biết hay không tại vì từ thời xưa thời ông bà cha ông ta lúc nào cũng nói bảo vệ từng tất đất của tổ quốc cơ mà khi cần là chúng tôi lên đường, các sinh viên đang học cũng xếp bút nghiêng lên đường ngay và tự nhiên để hy sinh sương máu. Tất cả những chuyện ấy mà lại có mất mát như thế thì tất nhiên những người lính, đầu tiên là những người lính rồi nhân dân cũng thắc mắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin nên mở hết các góc khuất của lịch sử để cựu chiến binh Việt Nam chống Trung Quốc không bị lãng quên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d